Tiểu Vi khoe vòng ba nảy nở với bikini kiệm vải. Hoa hậu Tiểu Vi diện bikini hở bạo, tôn vóc dáng, vòng nào ra vòng nấy trong chuyến nghỉ dưỡng mới đây. Tiểu Vi khoe vẻ đẹp hình thể với mẫu bikini gồm áo quay như sắp tục và quần cạp cao khoét hông. Thiết kế đơn giản nhưng có sức hút, giúp hoa hậu thu hút mắt nhìn. Thả dáng trên biển, hoa hậu Việt Nam 2018 được khen trông tràn đầy sức sống. Mỗi khi diện bikini, cô gây chú ý với body nóng bỏng. Trong một chuyến nghỉ dưỡng trước đó, mỹ nhân 10X từng chọn mặc thiết kế áo tắm táo bạo, tận dụng khoảng hở ở bụng để tôn vòng một. Mẫu monokini khoét hông cao cũng làm nổi bật vòng ba nảy nở của Tiểu Vi. Với số đo ba vòng 85, 63, 93 cm, hoa hậu mê các kiểu áo tắm táo bạo, khoét hông cao giúp đôi chân thêm dài. Mẫu áo tắm cắt khoét kết hợp vòng kim loại được Tiểu Vi diện một lần đi biển để khoe body không mở thừa. Dù mặc áo tắm trơn màu đơn giản, hoa hậu vẫn tạo được sự thu hút nhờ có cơ bụng săn chắc. Body suit khoét hông tăng vẻ gợi cảm cho Tiểu Vi khi chơi lướt ván. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.